Hokage Chi Thần Chi Uchiha Tự Tai Hạch Đào Trang Chu Mộng Điệp Điệp Mộng Trang Chu Nghe chọn bộ tại mê audio com Hoa Hạ Buổi Chiều Tân Văn Theo bản đài tin tức mới nhất được khen là di truyền học giới Albert Einstein vĩ đại di truyền học gia vũ thương bởi vì đột phát tính chảy máu não cứu giúp vô hiệu tử vong, hưởng thọ tuổi ừm ta đây là thế nào đầu hỗn loạn ừm ta không phải đã chết sao làm thế nào sẽ có tư tưởng lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết linh hồn xuất khiếu không đúng người đã chết làm sao có thể còn có điều gọi là linh hồn ta nhưng là thờ phụng khoa học khoa học gia a không đúng linh hồn các loại vấn đề vẫn khốn nhiễu nhân loại nhiều năm như vậy cũng không có cái nguyên cớ vạn sự cũng không có tuyệt đối một phần vạn thật là linh hồn đâu Di, làm sao cảm giác ta hiện tại càng ngày càng giống là trẻ mới sinh đâu? Không đúng, là bản thân liền là trẻ mới sinh. Điều này sao có thể, thì ra đầu thai chuyển thế loại sự tình này lại là thực sự, nhưng là vì sao ta không có gặp phải hay là hắc bạch vô thường? Không có trải qua trong truyền thuyết diêm la điện cùng cầu nại hà không có uống mạnh bà thang làm sao lại đầu thai đâu, lẽ nào đây là trong truyền thuyết xuyên Việt? nhẫn giới đại lục trải qua trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân sáng thế sau đó đã trải qua một cái hưng thịnh hưng thịnh hướng vinh thời đại hòa bình nơi này là của ta cá nhân kiến giải cá nhân cho rằng lục đạo phong ấn thập vĩ sáng lập nhẫn tông sau đó phải là một hòa bình thời kỳ thế nhưng có người địa phương liền vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết tranh đấu từ Lục Đạo Tiên Nhân sau khi qua đời, Lục Đạo Tiên Nhân hai cái nhi tử Indra cùng Atula bởi vì lý niệm bất hòa. Cùng đại nhi tử Indra đối với Lục Đạo Tiên Nhân chỉ định kỳ đệ đệ Atula vì người thừa kế bất mãn, rốt cuộc ở Lục Đạo Tiên Nhân sau khi qua đời bạo phát, phát khởi đối với Atula địa vị khiêu chiến. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ đến chính là Indra cùng Atula giữa chiến tranh để cái này nhẫn giới mới ổn định không có mấy thập niên hòa bình ầm ầm phá nát. Cá nhân cho rằng chiến quốc thời đại khởi nguyên Indra cùng Atula tranh chấp lúc này đã là Indra cùng Atula khai chiến quá khứ mấy trăm năm ở mấy trăm năm nay bên trong xuất hiện qua rất nhiều danh táo nhất thời ninja gia tộc xuất hiện qua rất nhiều quốc gia nhưng là lại cũng mất mạng càng nhiều hơn ninja gia tộc và quốc gia mà ở cái này hậu thế tên là chiến quốc thời đại thời kỳ danh tiếng lớn nhất lại là năm đó lục đạo tiên nhân hai cái con trai hậu đại sáng tạo gia tộc được khen là senju senju nhất tộc cùng bên ngoài ngang sức ngang tài quạt tròn uchiha bộ tộc mà chúng ta nhân vật chính cố sự liền muốn từ nơi này hai đại gia tộc bên trong uchiha bắt đầu uchiha nơi dùng chân ở nơi này một mảnh có thể nói sang trọng khu nhà trung ương chỗ một chỗ lớn nhất phủ đệ ngật đứng ở chỗ này đây chính là đương đại uchiha tộc trưởng uchiha kenny phủ đệ lúc này đã là đêm khuya ở hậu viện một chàng tương đối rộng rãi dưới mái hiên ngồi một cái thân ảnh nho nhỏ ngẩng đầu nhìn bầu trời tinh không đang suy tư lấy cái gì ai đã năm xem ra thực sự trở về không được quên đi kiếp trước chưa từng có thể nghiệm qua sự ấm áp của gia đình không có cảm nhận được thân tình là tư vị gì kiếp này lão thiên gia cũng coi như không tệ với ta cái này thân ảnh nho nhỏ chính là năm trước ở một người thế giới tử vong mà mạc danh kỳ diệu xuyên việt đến cái này cái thế giới tới thiên tài di truyền học gia vũ thương ahad phải gọi uchiha sanos về sau đều gọi uchiha sanos ở vừa mới đến cái này cái thế giới thời điểm biết mình họ uchiha về sau liền biết mình đi tới kiếp trước một bộ rất được hoan nghênh anime hokage ninja thế giới Thế nhưng, vào lúc này Konoha còn không có thành lập, toàn bộ nhẫn giới đều vẫn một mảnh chiến loạn, toàn bộ nhẫn giới đều vẫn là lấy quốc gia thuê làm gia tộc hình thức đang đánh giặc. Đây đối với Sanos mà nói, thời đại này là như vậy xa lạ, như vậy bàng hoàng cùng mê man. Lúc đầu đối với đi tới nơi này dạng một cái thế giới đối với Uchiha Sanos mà nói là cảm thấy bàng hoàng, bất lực các loại tâm tình quấn quýt ở chung với nhau nhưng mà ở cha mẹ của kiếp này cũng chính là Uchiha bộ tộc thiếu tộc trưởng phu phụ đối với Sanos vô vi bất trí chiếu cố cho, dần dần để lúc đầu bàng hoàng. Đối với tương lai mê mang Sanos có một tia đối với cái này cái thế giới hay là nhận đồng cảm giác. Rốt cuộc là thân là vũ thương ta đây xuyên Việt đến rồi Hokage, vẫn là thân là Uchiha Sanos ta đây có vũ thương ký ức đâu cao mày tiểu Uchiha Sanos khuôn mặt nhỏ nhắn một bức đang suy tư tiểu đại nhân dạng. Quên đi, không muốn, đây chính là trang chu mộng điệp A. Vẫn là nghĩ thêm đến về sau, cùng với làm sao tới thủ hộ cái này để cho ta nhận đồng ra A. Hokage chi thần chi Uchiha tự tay hạch đào đến chậm thời kỳ tin tức. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Uchiha nơi dùng chân. Bây giờ tộc trưởng là Sanos Zaza Uchiha Kenny, một cái nguyên tắc bên trong cũng chưa từng xuất hiện nhân, nguyên tắc bên trong Uchiha Tajima. Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna cũng chưa từng xuất hiện, hơn nữa cũng giống ra ra phụ thân nghe qua đối thủ gia tộc Senju nhất tộc tộc trưởng là một người tên là Senju Pogan. Cho nên Sanos suy đoán hiện tại Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đều hẳn là còn không có sinh ra uchiha kenny quý phủ hậu viện uchiha sanos căn phòng uchiha sanos đang tu luyện sáng sớm từ ra ra nơi đó hỏi tới được chakra tinh luyện phương pháp bởi vì chỉ biết được bây giờ là hokage bên trong chiến quốc thời đại ở nơi này mạng người không bằng chó thời kỳ muốn giống như đêm qua nghĩ như vậy thủ hộ gia tộc và người nhà chỉ có có thực lực mới có thể làm đến Uchiha Sanos cảm giác ở thời đại này cực kỳ không có cảm giác an toàn, hơn nữa gia tộc trinh chiến, tiểu hài tử rất nhiều đều là làm pháo hôi. Cho nên bất kể là vì lý tưởng thủ hộ Uchiha vẫn là sống sót đều muốn liều lĩnh tăng thực lực lên, thời gian cấp bách A. May mà, không biết là không phải là bởi vì là sống lại duyên cớ, Sanos thiên phú coi như không tệ. Ít nhất ở chakra tu luyện cái này phương diện thiên phú không sai, mới chỉ có, hơn 2 giờ cũng đã để luyện ra một từng tia chakra. Thùng thùng, thùng thùng. Một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, để trong tu luyện Sanos một trận cau mày. Người nào, Sanos hỏi. Sanos đại nhân, là ta. Uchiha Sipler. Bên ngoài một cái trên mặt mang vẻ mỉm cười thân ảnh nho nhỏ hồi đáp thiếu niên này gọi Uchiha Sipler, so với Sanos đại 2 tuổi, thuộc về Uchiha nhất tộc bàng hệ, bị Sanos ra ra an bài làm Sanos tiểu tùy tùng. Ô, Sipler à, chuyện gì, Sanos thản nhiên nói. Sanos đại nhân, là thiếu tộc trưởng cùng thiếu phu nhân xin ngài đi qua, Uchiha Sipler vẻ mặt mỉm cười trả lời. Ô, cha và mẹ gọi. Tốt lắm, người đợi ta một cái, Sanos bình tĩnh trả lời. Gia phụ thân, mẫu thân, xin hỏi có chuyện gì không? Sanos đến rồi trong chính sảnh mắt thấy thân là tộc trưởng Gia gia đã ở, đang cùng phụ mẫu nói gì đó dáng vẻ rất cao hứng, sừng sốt một chút nói rằng: "Tiểu Sanos tới a, à, cũng không có chuyện gì lớn, chính là để cho ngươi đến phân hưởng một cái vui sướng." Uchiha Kenny khắp khuôn mặt là cùng ái cùng hiền hòa nhìn Sanos. Vui sướng cái gì vui sướng a à, khó nói chúng ta đánh bại senju nhất tộc sanos rất là nghi ngờ trả lời ha ha tiểu sanos nhỏ như vậy cũng biết vì gia tộc suy nghĩ a à, tuy là ta cũng rất muốn cái ý nghĩ này thực hiện bất quá senju nhất tộc vẫn rất có thực lực so với chúng ta uchiha bộ tộc không kém chút nào uchiha kenny vui sướng cười to nói một bên phụ mẫu cũng phát sinh mỉm cười thân thiện rất là hạnh phúc dáng dấp Ngạch đó là cái gì? Chẳng lẽ là ta có đệ đệ, Sanos xem lấy bọn họ dạng tử nhược giường như biết được suy nghĩ nói rằng. Ha ha, tiểu Sanos thật là mẫu thân bụng run đũa đâu, đoán thật chuẩn. Một bên mẫu thân Uchiha Aoi tràn đầy từ ái nhìn Sanos. A, à, thật đúng là ta muốn có đệ đệ hoặc là muội muội a, à, Sanos vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ, lúc này trong lòng tràn đầy kích động đối với kiếp trước lẻ loi hưu quạnh một người Sanos mà nói còn có cái gì so với có gia đình phụ mẫu huynh đệ tỉ muội tới càng thêm hạnh phúc đâu. Ha ha, đúng vậy a à, tiểu Sanos thật thông minh, còn tuổi nhỏ một cái liền có thể đoán được, hơn nữa ta Uchiha bộ tộc có thể nhiều khai chi tán diệp là thiên đại hảo sự a à, Uchiha Kenny cười ha ha. Cha một bên Uchiha Leon cũng là vui tươi hớn hở cười ngây ngô. Uchiha Kenny trong phủ khắp nơi là mang mang lục lục ra ra vào vào hạ nhân, lúc này đã qua tháng, hôm nay là Uchiha Aoi chuyển dạ thời gian, trong nhà khắp nơi đều là bận rộn hạ nhân. Mà lúc này Uchiha Leon thì đứng ở trong phòng rất là khẩn trương đi tới đi lui, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì. Oa wow, theo một tiếng to rõ ràng tiếng khóc nhớ tới, người bên ngoài đều không tự chủ được ngừng nhìn gian phòng, thanh âm là từ trong phòng truyền tới sinh sinh là một cậu bé mẹ con bình an chúc mừng tộc trưởng cùng thiếu tộc trưởng ngay sau đó một cái bà mụ một dạng phụ nữ trung niên ôm cái trẻ mới sinh vẻ mặt sắc mặt vui mừng đi ra ha ha cho ta xem uchiha leon còn đến không kịp tự tay đi ôm đã bị một bên uchiha kenny đoạt đi rồi trẻ mới sinh cười to nói rằng Tốt 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 Uchiha Kenny liên tiếp ba cái hảo, chặt nói tiếp ta Uchiha lại thiêm tân binh, tốt, hài tử này tên đã bảo Uchiha Tajima được rồi, nói xong gương mặt đắc ý. Đúng lúc này, đứng bên cạnh muốn nhìn muốn xem đệ đệ Uchiha Sanos thì là vẻ mặt đờ đẫn biểu tình, biểu tình kia phải nhiều phong phú thì có nhiều phong phú. Làm sao biết, Uchiha Tajima không phải Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna phụ thân sao? như vậy ta là được Uchiha Madara cái này hậu kịt đại bá cái này Uchiha Sanos tâm lý vô cùng phức tạp nghĩ. Liên quan tới Uchiha Kenny cùng Senju Pogan ở chỗ này kịch xuyên thấu qua một cái Uchiha Kenny cùng Senju Pogan là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama trước đây Indra cùng Atula Chakra người thừa kế. Cái này thiết định cảm thấy thế nào ha ha liên quan tới Uchiha Sanos kiếp trước biết Hokage kịch tình kiếp trước Uchiha Sanos đại khái biết kịch tình là Kaguya dùng ra cùng giết cho cốt cái kia một tập. Hokage chi thần chi Uchiha tự tay hạch đào hết ý mở mắt. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Ảo ảo tiếng nước chảy, thanh thúy tiếng chim hót, cùng ngồi ở bên dòng suối nhỏ thiếu niên, tốt một bức duy mỹ họa quyền. Lúc này khoảng cách Uchiha Tajima sinh ra lại đã qua năm. Ở nơi này trong năm Sanos thiên phú tu luyện dần dần bị khai quật. Lúc này Sanos đã có tiếp cận trung nhẫn chakra số lượng mà lúc trước chắc thí thuộc tính thời điểm kiểm tra đo lường ra là hỏa, phong, lôi ba thuộc tính. Cái này hai chuyện ở Uchiha bộ tộc một lần gây nên oanh động không nhỏ, dù sao ba thuộc tính chakra đích xác rất ít người thấy đặc biệt không đến 2 giờ liền cảm ứng cũng để luyện ra chakra tốc độ càng bị Uchiha bộ tộc khen là trăm năm khó gặp thiên tài. Kỳ thực Sanos mình tới cảm thấy rất bình thường, dù sao là người của hai thế giới, cái này tinh thần lực liền không phải bình thường hơn. Có thể có thể so với không ít thượng nhẫn đối với tinh thần lực tuyệt đối đúng là hiếm thấy, còn như thuộc tính đến lúc đó liền Sanos mình cũng vui vẻ một cái đêm. Thời gian đã gần đến buổi trưa, hơi hơi lộ ra gấp tiếng bước chân của vang lên, Sanos lỗ tai nhỏ nhẹ giật giật, đình chỉ cho tới chưa tu luyện. Theo cước bộ tiếp cận, một giọng nói tùy theo truyền đến. Sanos đại nhân, tộc trưởng có mời, làm sao vậy? Sipler, Sanos hơi có chút nghi hoặc. Bình thời Sipler đều bước đi nói đều là như gió xuân một dạng ấm áp, không nhanh không chậm, hôm nay làm sao có điểm lộn xộn bừa bãi cảm giác cụ thể không phải quá rõ ràng, hình như là Lam Đại Nhân xảy ra chút sự tình, hơi trầm ngâm dưới, shipler còn là nói ra đầu đuôi sự tình. Thì ra ngày trước Uchiha Leon mang theo một đội Uchiha nhất tộc ninja đi ra ngoài chấp hành một cái quốc gia thuê làm nhiệm vụ, kết quả tình báo bị đối phương sở cố dùng Hyuga bộ tộc thu hoạch. Cho nên Hyuga bộ tộc đang ở thiếu tộc trưởng Hyuga Tenen mang theo bộ hạ mai phục Uchiha Leon một nhóm. Lúc đầu thực lực cũng không bằng Hyuga Tenen Uchiha Leon ở trận này thì không đúng xưng trong chiến đấu bị trọng thương, may mà bộ hạ liều mạng cứu giúp nhưng tổn thất thật sự là rất lớn. Chỉ có hai gã đồng dạng người bị thương nặng thân tín mang theo trọng thương Uchiha Leon chạy về. Ô, oh, Hyuga Tenen, ta biết rồi, đi thôi. Sanos nói xong câu đó cũng không quay đầu lại đi hướng gia tộc nơi dùng chân chỉ thấy shipler trên mặt hơi cứng ngắc một giọt mồ hôi lạnh theo cái chán chảy xuống sanos đại nhân giọng nói tuy là bình thản thế nhưng cái này tản mát ra khí thế làm sao cảm giác cùng khải đại nhân không sai biệt lắm ảo giác nhất định là ảo giác shipler như thế nghĩ tiếp lấy rất nhanh đuổi kịp sanos bước tiến mà sanos lúc này lại ở vừa đi vừa trầm ngâm một cái tên Hyuga tenen có ý tứ uchiha nơi dùng chân Trung quanh Uchiha tộc nhân đều nghe nói thiếu tộc trưởng bị Hyuga bộ tộc đánh lén bản thân bị trọng thương, đi theo bộ hạ cũng chỉ còn lại có hai. Từng cái oán giận tập trung ở Uchiha Kenny trước cửa phủ đệ yêu cầu Uchiha Kenny dẫn dắt bọn họ nhất định phải hướng nhật hướng bộ tộc báo thù. Lúc này bên trong phủ đệ Uchiha Kenny đang cùng gia tộc trưởng lão thảo luận ứng đối như thế nào sự kiện lần này. Cái này còn dùng thảo luận sao? trực tiếp cùng Hyuga bộ tộc khai chiến đi. Hyuga bộ tộc đều khi dễ đến chúng ta Uchiha đầu lên đây, muốn cho Hyuga bộ tộc biết nói chúng ta quạt tròn Uchiha lợi hại, một cái trung niên trưởng lão kích động gào thét. Cái này là một vị phái cấp tiến trưởng lão. Không ít trưởng lão gật đầu biểu thị không sai, là cái lý này. Khai chiến nói cái kia sen du nhất tộc một phần vạn tới đục nước béo cò đâu. Ngươi làm sao không phải động não ngẫm lại? Lần này vốn chính là sanh sai lầm, Nhược Lam cẩn thận tỉ mỉ một điểm cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị mai phục. Một cái niên kỳ hơi lớn hơn khoảng Trừng Tả Hữu trưởng lão như thế nói. Cũng không có thiếu tuổi hơi lớn phái bảo thủ trưởng lão biểu thị tán thành, dù sao lớn tuổi không có có người tuổi trẻ trùng kính, hơn nữa suy tính sự tình cũng quả thực toàn diện một điểm lúc này uchiha Kenny ngồi ở chủ vị không nói được một lời sắc mặt âm trầm tích ra nước trước một cái trưởng lão nói để hắn cảm thấy đề nghị này quá không cần đầu óc sau đó một cái đề nghị thì để hắn tức giận trong lòng đạt tới đỉnh điểm mặc dù sau đó mặt cái kia trưởng lão nói là không tệ thế nhưng ngươi cũng không có thể ngay mặt ta mà nói a à hơn nữa ta nhi từ bây giờ còn trọng thương nằm ở trên giường, các ngươi đám này lão gia hòa tuy là khải cũng không tuổi trẻ, liền không thể đưa ra một điểm có ý nghĩa kiến nghị sao. Nghĩ như vậy là không có sai, nhưng là không thể để đám người này như thế ẩm ý đi xuống, lập tức một tiếng ho khan. Được rồi, chớ ồn áo. Hôm nay chỉ tới đây thôi, con ta bây giờ còn đang trên giường bệnh, hôm nào bàn lại cái đề tài này, ân, cứ như vậy đi, tản đi đi sau đó từng cái trưởng lão liền hoặc cá nhân hoặc kết bạn hướng khải cáo từ. Sanos mới tới cửa đã nhìn thấy đám này trưởng lão cáo từ hình ảnh, lập tức đi vào đã nhìn thấy ra ra Uchiha Kenny âm trầm sắc mặt trầm ngâm dưới, thử dò xét hỏi một câu. Ra ra, cha ta thế nào? Ồ, là Sanos à, phụ thân ngươi lần này bị thương rất nặng, ít nhất phải ở trên giường bệnh đợi tháng mới có thể xuống giường, có hay không di chứng liền không phải quá rõ ràng. Nhưng là đối với thực lực tổn thương là khẳng định Uchiha Leon vốn là chuẩn ảnh. Người đi xem hắn một chút a à, được rồi, ta biết rồi. Sano's mặt không thay đổi đáp trả, nhưng là nội tâm của hắn nhất định là sóng lớn mãnh liệt. Uchiha Leon căn phòng, lúc này tràn đầy thuốc mùi vị, vài cái chữa thương ninja. Thời đại này không có nghề nghiệp chữa thương ninja, nơi này chữa thương ninja là chỉ biết chữa bệnh nhẫn thuật nhân bộ dáng người đang ở vì trên giường bệnh vết thương chẳng chịt lại hôn mê Uchiha Leon trị liệu, mà ở một bên khác Uchiha Aoi đang mím môi nỗ lực không cho nước mắt ngã xuống. Mà tuổi Uchiha Tajima thì bị Uchiha Aoi ôm vào trong ngực. Chi, một tiếng, cửa phòng mở ra, vẻ mặt bình thản bên trong mang theo cự người ngoài ngàn dặm lãnh ý Sanos đi đến, nhìn Uchiha Leon cái dạng này. Sanos trái tim bên trong không có từ trước đến nay rất lo lắng đau, lập tức trong phòng nhiệt độ dường như trong nháy mắt hạ thấp một cái băng điểm. Mọi người bao quát còn không hiểu chuyện mộng mộng đồng đồng tiểu Tajima đều dùng mình một cái, chợt đều giật mình nhìn Sanos. Lúc này Sanos hầu như sẽ bị phẫn nộ chi phối, nhưng vào lúc này một tay khoác lên trên đầu của hắn, ngẩng đầu nhìn một cái, là mẫu thân Uchiha Aoi, gặp nàng vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Sanos cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Dần dần, Sanos phát hiện người trong phòng nhìn hắn nhãn thần thay đổi ngây dại ra, lại từ dại ra biến thành giật mình, lại từ giật mình biến thành kinh hỉ. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Đây là... Seragon, a trời ạ à, sanos đại nhân ngài thật không hổ là chúng ta uchiha bộ tộc trăm năm khó gặp thiên tài đang ở cho uchiha le ẩn trị liệu một cái uchiha ra chữa thương ninja như thế cung duy nói ừm Seragon, sanos chợt cũng từ nghi hoặc biến thành kinh hỉ liên quan tới cập nhật tiểu tự là người mới, lần đầu tiên nếm thử sáng tác, gõ chữ không vui, ban ngày còn phải đi làm, cho nên cập nhật không phải quá ổn định, mọi người có thể nuôi cho mập nhìn nữa. Cảm ơn đã ủng hộ. Hokage Chi Thần Chi Uchiha tự tay hạch đào Uchiha Sanos Seragon. Nghe chọn bộ tại mê com Uchiha le căn phòng, trong lúc đó tất cả mọi người mang theo kinh hỉ lại ánh mắt khiếp sợ nhìn Sanos. Chỉ thấy, Sanos phẫn nộ gương mặt trong tròng mắt, hai cái nho nhỏ câu ngọc đang không ngừng từ nhỏ đến lớn hình thành, hơn nữa ở hơi xoay tròn, đều là yêu dị. Vừa mới bắt đầu, Sanos chẳng qua là cảm thấy chính mình cũng bị phẫn nộ che mất, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Sanos hai mắt có chút điểm cảm giác đau nhói tiếp lấy thay vào đó là một cỗ cảm giác mát rượi, lúc đầu Sanos không có có mơ tưởng, mà nghe các tộc nhân thoại ngữ, rộng mở trong sáng, thì ra ta trong lúc vô tình thức tỉnh rồi Seragon. Nguyên lai like đây chính là Seragon, thị lực cùng động thái thị lực các loại, chờ, đều có rõ rệt đề cao A. Sanos trong lòng như thế nghĩ đến, ngay sau đó, Sanos cũng không nghĩ nhiều những thứ này, đi tới Uchiha Aoi trước mặt an ủi. Mẫu thân, yên tâm đi, phụ thân không có chuyện gì, ra ra cũng nói tối đa con phải ở nhà điều dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Còn Hyuga Tenen, ta về sau sẽ để cho hắn trả giá thật lớn, cho hắn biết ta Uchiha bộ tộc không phải là cái gì trái hồng mềm. Đây là Sanos đến rồi cái này cái thế giới đệ một cái cam kết, cũng để hắn người biết cái này mặt lãnh tâm nóng Uchiha tộc trưởng cháu trai quyết tâm. Lúc này trong đại sảnh, Uchiha Kenny đang ở nhắm mắt dưỡng thần, mà thấy bên ngoài nắm chặt xong quyền sẽ biết trong lòng của hắn không hề giống mặt ngoài như thế đạm nhiên. Dù sao Uchiha Leon là con trai độc nhất của hắn, con trai độc nhất bị tổn thương, bên ngoài trong lòng cũng tràn đầy phẫn nộ nhưng là đối phương nhưng cũng là một cái hoàn toàn không kém Uchiha nhất tộc đại hình ninja gia tộc, hắn ngoại trừ là Uchiha Leon phụ thân, càng thêm là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Nhất định phải vì gia tộc mà suy nghĩ, không thể hành động theo cảm tính. Bá, một tiếng, một cái ẩn núp góc đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, thấy không rõ bề ngoài, nhưng từ cặp mắt ba cái câu ngọc đó có thể thấy được đạo thân ảnh này cũng là Uchiha nhất tộc. Khải đại nhân, ngày mới vừa rồi Sanos đại nhân thức tỉnh rồi Seragon, đạo thân ảnh này hơi khom người đối với Khải nói rằng. Ừm, Sanos thức tỉnh rồi Seragon. Người xác định, Uchiha Kenny rất ít ngoài ý muốn, nhưng ngoài ý muốn bên trong mang theo nào đó ngạc nhiên thành phần bẩm báo khải đại nhân thuộc hạ tận mắt nhìn thấy ngày mới vừa rồi thuộc hạ vốn là dựa theo khải phân phó của đại nhân trong khoảng thời gian này một mực quan sát sanos đại nhân nhưng là vừa rồi sanos đại nhân thấy lam đại nhân dáng vẻ về sau liền có vẻ cực kỳ không ổn định dáng vẻ ngay tại lúc sanos đại nhân biểu tình đạt được phẫn nộ cực điểm thời điểm Sanos đại nhân hai mắt thức tỉnh rồi Seragon, đồng thời, Sanos đại nhân Seragon là song câu ngọc, đây hết thảy đều là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, trong bóng tối thân ảnh cung kính trả lời. "Ồ, oh, tốt tốt, phi thường tốt. Ta đầy cái Tôn Nhi Chakra tu luyện thiên phú vốn là rất cao, càng là hỏa, phong, lôi ba thuộc tính Chakra thuộc tính, bắt đầu ta chỉ là muốn ngươi quan sát." Nhìn ta một chút cái này tôn nhi còn lại phương diện, không nghĩ tới A, ta Uchiha bộ tộc rốt cuộc lại ra một cái chân chính thiên tài. Ha 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 ha, từ bắt đầu nghi hoặc càng về sau kinh hỉ, rồi đến nghe xong trong bóng tối thân ảnh thoại ngữ cuối cùng liên tiếp ba cái tốt đều cho thấy bây giờ Uchiha Kenny cực kỳ hưng phấn ừm, ảnh, đi đem Sanos mang tới, ha ha, từ hôm nay bắt đầu, ta muốn đích thân giáo dục ta cái này thiên tài tôn nhi, Uchiha Kenny tiếp lấy mang theo hơi hưng phấn giọng nói ra lệnh. Là, vâng, đúng, khải đại nhân, trong bóng tối thân ảnh Uchiha xe đầu cung kính trả lời. Hokage chi thần chi Uchiha tự tay hạch đào huyết kế hạn giới. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Ra ra, ngày gọi. Sanos không nhanh không chậm đi vào đại sảnh, đang trên đường tới, Sanos hơi tâm tình kích động đã bình phục lại, tâm tư cũng từ từ bình tĩnh lại, mặc dù vẫn có cảm xúc phẫn nộ ở. Thế nhưng đã không có biểu hiện tại trên mặt, cũng không có mới giác tỉnh Seragon kích động, bởi vì Sanos Tư Duy là một người trưởng thành tư duy, biết cái gì gọi là không ngất vật hỷ, không lấy kỳ bi chính là loại này không kiêu không vội tính cách cùng lãnh tĩnh để hắn ở kiếp trước có thể ở tuổi trở thành chứ danh di truyền học chuyên gia. Ô, Sanos A, à, nghe nói ngươi thức tỉnh rồi Seragon, nhanh để cho ta tới nhìn, Uchiha Kenny thoáng kích động nói. Ừm, ân một tiếng, Sanos lập tức mở ra hắn xong câu ngọc Seragon. Trong lúc đó, Sanos cái kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn cặp kia thâm thúy hai tròng mắt đồng tử trong nháy mắt thay đổi đẹp đẻ vậy đỏ như máu sắc. Mà ở cái này trong con ngươi hiện lên từng đôi sưng câu ngọc. Ha ha, tốt, Uchiha Kenny hưng phấn, thanh âm kinh ngạc vui mừng lập tức vang lên, ngay sau đó còn nói. Lúc đầu vừa mới bắt đầu ảnh nói ngươi thức tỉnh rồi Seragun, ta còn không quá tin tưởng. Dù sao ở ngươi tuổi tác như vậy là có thể giác tỉnh chúng ta Uchiha gia tộc huyết kế hạn giới Seragon thực sự có thể xưng là tiền vô cổ nhân, hơn nữa, để cho ta càng thêm không có nghĩ tới là. Người thức tỉnh thế mà còn là song câu ngọc Seragon, đây thật là trời giúp ta Uchiha, ừm, nhàn nhạt đáp lại một tiếng, Sanos lập tức một bước trầm ổn dáng vẻ. Sanos a à, từ hôm nay bắt đầu về sau liền do ta tự mình hướng dẫn cho ngươi tu luyện a à, liền quyết định như vậy sáng mai chính thức bắt đầu tu luyện đừng tưởng rằng ngươi là ta tôn tử ta sẽ thủ hạ lưu tình ta sẽ lấy nghiêm khắc nhất tư thế tới giáo dục ngươi ân vậy trước tiên như vậy ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi Uchiha Kenny lập tức một bước khẳng định chút nào không cho Sanos phản bác giọng nói nói đã biết ta đây cáo lui trước. Sanos không chút nào bị Uchiha Kenny nghiêm túc thoại ngữ hù dọa đến, mí mắt cũng không có nhảy một cái bên trả lời bên đi ra đại sảnh. Sanos đi ra đại sảnh, trở về chính mình thả gian trên đường nghĩ. Ta Seragon lại là song câu ngọc, xem ra đây cũng là hai thế vì tinh thần lực của người hoặc giả nói là linh hồn lực lượng tích lũy hơn nữa cảm giác cái này tinh thần lực cũng chỉ là mở ra một phần nhỏ ân nói như vậy về sau hẳn còn có lớn hơn tính dẻo còn là lúc sau mangekio cùng vĩnh hằng mangekio phải làm gì đây quên đi thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch chuyện sau này các loại chờ thực lực tăng lên lại nghĩ biện pháp a à, hiện tại quan trọng nhất là tăng thực lực lên Ai, nếu là có cái phòng thí nghiệm của mình thì tốt rồi, như vậy thì có thể nghiên cứu cẩn thận chính mình huyết kế Seragon cùng tự thân Uchiha bộ tộc người máy, xem ra chuyện này cũng phải nắm chặt. Nằm ở trên giường Sanos hơi thanh âm mệt mỏi nhỏ giọng nói gì đó, thế nhưng trong phòng không có có người khác, xem ra đây chỉ là Sanos lẩm bẩm Đối với Sanos cái này đời trước di truyền gen học gia Lai nói, có cái gì so với có thể trực quan nghiên cứu cái này nhẫn giới huyết kế hạn giới gen tới hấp dẫn người đâu. Chờ ta cường đại về sau, hừ hừ. Này nhẫn giới huyết kế hạn giới gia tộc đều làm thí điểm người trở về nghiên cứu. Sanos suy nghĩ một chút lạnh nhạt dáng vẻ lập tức liền biến cuồng nhiệt hơn nữa còn là một bước kỳ biểu tình theo càng nghĩ càng thâm nhập sanos dần dần chìm vào trong giấc ngủ cảm tạ hấp tinh thật to khen thưởng